Xin chào mọi người. Thì trong cái video hôm nay, thiết bị TVS sẽ làm một cái video để hướng dẫn chi tiết mọi người về cái cách mà đấu cái đầu ống để đảo chiều motor thông qua cái khởi động từ, thông qua một cặp khởi động từ. Bình thường thì mình đấu cái đầu ống đảo chiều motor là trực tiếp luôn, từ cái đầu ống đấu trực tiếp vào con motor để mình đảo chiều motor bấm lên bấm xuống, chạy tới chạy lui. Nhưng cái vấn đề đó là nó dẫn tới trường hợp là nó làm yếu điện con motor và dẫn tới tình trạng là cháy motor, thì ép buộc mình phải khi mà mình cần cái sợi dây đầu bấm, sợi dây điều khiển của mình nó dài á, thì mình ép buộc mình phải thông qua một cái cặp khởi động từ như thế này đây. Đó, cặp khởi động từ này ha, và thông qua một cái đầu bấm gián tiếp như thế này. Đó, đầu bấm gián tiếp để mình có thể là mình đấu cái dây điều khiển này này, nó dài 20 mét cũng được hoặc là 30 mét cũng được. Nó không làm suy yếu cái điện áp cung cấp cho motor thì motor nó chạy mới bền được. Còn mà mình đấu đầu bấm trực tiếp á là mình chỉ đấu được 3 mét thôi, chứ mình không thể nào đấu cái dây điều khiển trực tiếp mà nó dài 10 mét 20 mét được. Dài 10 mét 20 mét là nó sẽ bị yếu điện, nó làm dẫn tới là tình trạng là cháy motor ha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào trực tiếp chi tiết luôn, hướng dẫn mọi người đấu cái khởi động từ cùng với lại cái điều khiển gián tiếp này để điều khiển cái con motor này đảo chiều, chiều tới hoặc là chiều lui. Rồi thì đây là cái con motor, cái khởi động từ này là khởi động từ là 21A ha. Motor này á là motor này là motor của Đài Loan ha, 3HP. Thì motor 3HP này, 3HP 2.2. Đó, 3HP 2.2. Thì 3HP 2.2 á, thì nó là cái ampe của nó là dao động tầm khoảng 11 đến 12 ampe, tầm khoảng đó. Thì em đang sử dụng cái khởi động từ là 21A là nó dư công suất để đáp ứng cho cái con motor đó. Đầu tiên là mình phải biết cách mình lựa chọn cái khởi động từ sao cho nó phù hợp với motor nha. Rồi thì bây giờ là em hướng dẫn để mọi người đấu cái khởi động từ. Thì tất cả các khởi động từ này, khởi động từ 220V nha. Mọi người ra mọi người mua cái khởi động từ 220V thì cái khởi này là khởi Mitsu, bên em đang xài sử dụng là khởi Mitsubishi. Đó, thì tất cả các khởi động từ nó đều có cấu tạo hầu như là giống nhau. Những cái cực linh tinh này á thì nó là thuộc chuyên sâu hơn thì em không có nói, khi đấu những cái vấn đề cao cấp hơn thì mình em không có nói. Còn bây giờ là mình chỉ còn đấu chiều lên xuống thôi, thì mình chỉ quan tâm ba cái cực chính ha, trên dưới. Thì mỗi cái khởi động từ như thế này á, nó đều có là L1 này, L2 này, L3 này, đó, T1, T2, T3 đó, tương ứng với nhau, đầu trên đầu dưới ha. Bên này cũng vậy, bên cái khởi bên này cũng vậy thôi, chứ không có gì hết. Rồi tiếp theo là cái mỗi cái khởi động từ á, là nó đều có một cái hai cái cực này á, là hai cực cung cấp nguồn điện cho cái cuộn dây bên trong. Ở bên trong nó có một cái cuộn dây, khi mà cung cấp đủ điện cho hai cực này á, thì cái cuộn dây nó sẽ tạo ra từ trường và nó hít cái này xuống ha, nó đóng điện là nó chạy. Và khi mà cung cấp bên này á, thì nó hít bên này xuống và nó đóng điện nó chạy. Rồi đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu. Đầu tiên là mình sẽ đấu ở, mọi người quay cái hai cái khởi nó quay lên nha, hai cái khởi nó quay lên này, cái hướng cái chiều lên này ha, chiều lên. Từ từ mọi người không có cần bận tâm gì tới cái vấn đề kia cả, khởi hướng lên. Rồi L1 mình đấu dây qua L1 bên này ha. L2 mình đấu cái sợi dây nó qua L2 bên này. L3 mình đấu sợi dây nó qua L3 bên này. Đó, rồi có nghĩa là ở trên này là để cấp nguồn thôi. Bây giờ em sẽ cấp nguồn vô luôn. Đó, cấp nguồn vô luôn ha. Đây, cấp nguồn vô á, thì mình sẽ cấp nguồn vô cho thằng L3 và L2 đi ha. Cấp nguồn L3 và L2. Tại sao mình không cấp nguồn cho L1 thì lát nữa em sẽ giải thích sau. Tại vì điện 220 thì nó chỉ có hai nguồn thôi, nóng lạnh thôi, thì mình chỉ cần cấp hai nguồn là đủ rồi. Tại sao nó 222 nguồn mà mình lại đấu tới ba cực ha, thì lát nữa em sẽ giải thích sâu, nó có nguyên do của nó hết, chứ không thể nào mà tự nhiên nó có hai cực mà mình lại đấu ba cực ha. Đó, mình cấp nguồn vào L2 và L3 nha mọi người nha.
Rồi cấp nguồn vào L2 và L3. Ok. Thì sau khi mình cấp nguồn L2, L3 thì cái L3 này nó cấp nguồn cho L3 của khởi bên này, L2 này cấp nguồn cho khởi bên này là L2 là xong ha. Là coi như là ở trên này là nó có nguồn nha. Ở trên này là cấp nguồn vào. Điện 220 cấp nguồn vào. Còn ở dưới này á là bắt đầu á là mình sẽ đấu, là để mình đảo chiều nè, ở dưới để mình đấu, mình đảo chiều vô cho con motor. Thì mọi người để ý nè, là ở trên này á là L3 đúng không? Thì tương ứng ở dưới cũng là L3, T3. Ở trên này cũng là 2 thì 2. Đó, là khi nó đóng xuống á là nó cấp điện cho motor này, hai cái dây này á là vô dây nguồn chạy của motor này, vô hai dây chạy của motor. Và khi nó đảo chiều á, khi nó đảo chiều thì mọi người để ý nè. Thì ví dụ như bên này là L3 đúng không? Thì L3 là L3, L2 là L2. Bên này là chiều đúng của nó, chiều thuận đi. L3 là L3, L2 là L2. Đó. Chiều thuận thì mình chỉ cần là mình qua bên này là mình đảo lại này, thấy không? T2 này nó chuyển qua thành T3 rồi này, có nghĩa là L2 bây giờ nó kết nối với lại là T3 này. Đó. L3 này bây giờ là nó kết nối với lại T2 này, có nghĩa là nó đang đảo hai sợi đây giờ sợi này lại ha. Nguồn thì cấp vô nhưng mà đảo chiều hai sợi chạy này lại thì nó sẽ chạy ngược chiều. Đó. Và còn cái sợi L1 này này là sợi của dây đề. Đề đầu bấm đề dây đề của motor á, dây đề từ tụ ra, đây là một dây đề. Nếu như mà motor mà nó ra ba sợi dây, hai sợi dây chạy, một sợi dây đề thì mọi người chỉ cần đưa một sợi dây đề nó vô ngay chỗ đây. Đó. Thì khi sợi dây đề này nó cấp cho cái khởi này thì mình cũng phải cấp sợi dây đề cho qua khởi bên này ha. Đó. Và khi cấp qua bên này á thì ép buộc á mình phải lấy nguồn ha, mình phải lấy nguồn. Thì khi mà mình nhấn cái này xuống á thì phải lấy nguồn từ bên này qua để cấp cho sợi dây đề này ha. Đó. Mình phải lấy nguồn này, mình lấy nguồn từ T2 này chuyển qua bên này cho L1 nó đưa về sợi dây đề cho motor, nó cấp nguồn cho tụ này thì tụ nó mới đề được ha. Tương tự khi mà bên này hít xuống thì nó cũng phải lấy nguồn từ bên đây, nó cấp cho thằng này ha, nó cấp cho dây đề đó. Còn đối với lại trường hợp mà motor giống như là motor Trung Quốc hoặc là motor Hà Nội, motor ngoài miền Bắc đâu á, thì nó sẽ ra là hai đề hai chạy, thì nó có hai chạy rồi, nó có hai đề trên này, một đề chính và một đề này á, thì mình tiếp tục mình lấy một nguồn cho nó nữa, đó, cấp nguồn cho một thằng đề nữa thì nó mới chạy được đó. Thì hồi nãy á, đó là mình cấp nguồn này nè. Hồi nãy là mình lấy nguồn T2 rồi nè, có nghĩa là mình lấy nguồn một trong hai nguồn rồi ha, T2 này đó, nguồn đó nó qua đây, đấy, nó qua đây chứ. Rồi bây giờ mình lấy tiếp cái nguồn này nè, thấy không? Từ dây này nè, L3 nó qua L3 này thì phải cấp nguồn cho thằng đề thứ hai của motor này, đó. Thì mọi người ở dưới này, nếu như mọi người không hiểu thì mọi người chỉ cần đấu là đầu tiên là T3 qua T2. T3 qua T2 của con này ha. T2 của con này qua T3 con này, T3 của con này qua T2 của con này và móc ngược lại là T2 qua T1. T2 qua T1 ha. Đó là cái cách đấu xong ha. Ở đây là mình đấu xong rồi. Bây giờ là mình sẽ cấp bắt đầu mình đấu đầu bấm. đấu khởi xong rồi đấu đầu bấm ha. Đầu bấm thì nó là một cái công tắc thôi, đóng mở thôi. Đầu bấm thì nó có 3 cực như thế này. Thì em sẽ lấy cái sợi dây mà nó có 3 lõi như thế này ha. Dây đầu bấm không cần dây lớn đâu, dây nhỏ 0.75 là được rồi. Mình lấy em sẽ lấy dây đỏ này, dây đỏ đưa đấu vô dây chung ha, đấu vô cái cực chung này. Rồi hai dây còn lại thì dây xanh đấu trên, dây trắng đấu dưới. Thì khi nào mà mình bấm up thì có nghĩa là dây xanh với lại dây đỏ nó đóng lại với nhau. Mình bấm down thì có nghĩa là thằng dây trắng với lại dây đỏ nó đóng lại với nhau. Rồi thì bây giờ rồi bây giờ thì đầu tiên là cái khởi á, thì mỗi cái khởi nó đều có hai cực này để cấp nguồn cho cái khởi nó hít. Thì đầu tiên em sẽ lấy nguồn lấy một nguồn ha, lấy một nguồn đi, lấy một cực âm cực dương gì đó, một nguồn.
Lá nguồn nào, lá nguồn này bên này đi cho mọi người dễ hiểu không? Nhiều khi lá bên kia không hiểu. Rồi lá một nguồn ha. Là nguồn dây đỏ này á là cấp vô trong cái này. Rồi còn hai cái dây này á thì mình sẽ chia cho mỗi khởi một dây ha. Mỗi khởi một dây. Khởi bên này nè. Đó, mỗi khởi một dây ha. Mỗi khởi một dây. Rồi mình sẽ cấp cho mỗi khởi một dây, là mình để mình điều khiển cái khởi lên hít hoặc là khởi xuống hít đó mọi người à. Nó là cái công tắc thôi, khi mình bấm lên á thì lên hít, mà bấm xuống thì xuống hít ha. Thiếu nha. Này bấm đây chứ hả? Rồi ok. Đó thì mỗi cái khởi bây giờ là nó mới có một cực thôi. Ví dụ như mình bấm lên đúng không? Mình bấm lên này. Bấm lên á thì thằng dây xanh với lại thằng dây đỏ này, thằng dây đỏ này với thằng dây xanh này là nó đóng lại, là nó cấp một cực, một nguồn cho thằng khởi này. Bấm thằng dưới á thì thằng trắng này nè, với dây đỏ này, trắng này với đỏ này là nó cung cấp một cực cho thằng khởi này. Bây giờ một cái khởi nó cần phải hai hai nguồn nó mới chạy được, thì mình phải để lấy thêm dây điện nữa ha. Rồi bây giờ hồi nãy mình coi như là mình lấy cực lửa hay là cực âm gì đó không biết, bây giờ mình sẽ lấy tiếp một cực nữa. Hồi nãy em lấy cực bên này, giờ lấy nguồn bên này ha, nguồn bên này đó, nguồn bên này cấp xuống cho thằng này. Lấy nguồn thứ hai ha, lấy cái nguồn còn lại nha mọi người nha. Rồi lấy một nguồn tiếp theo cấp cho cái cực còn lại, cực còn lại mà nó chưa có, nó chưa có, chưa chưa có nguồn á. Rồi ok, thì bên đây nó đã đủ hai cực ha, nó đã đủ hai nguồn rồi này. Khi đóng thằng này với này lại là một nguồn này, rồi thằng này là nguồn thường trực rồi này. Rồi bây giờ bên này nó đang thiếu nguồn thì mình phải móc cái nguồn thường trực này nó qua cái nguồn bên này ha. Đó, cấp nguồn liên tục cho thằng này. Đó. Móc nó qua. Rồi, móc nó qua bên này là cấp nguồn bên này cho thằng khởi bên này ha. Đó. Thì mình đã đủ nguồn rồi. Ví dụ như mình đóng lại một phát là thằng này với thằng này là cấp cho thằng này một nguồn, rồi nguồn này có sẵn rồi. Thằng này với thằng này đóng lại một phát là cấp nguồn cho thằng này, và nguồn này có sẵn rồi là mình sẽ cấp được khởi cho thằng này ha. Bây giờ việc đầu tiên là em thử cái khởi trước. Thử bấm thử cái khởi nó hít chưa ha. Hít lên hít xuống chưa ha. Rồi, đợi nắp lại cái cho nó an toàn. Rồi. Ok. Cái này là cấp nguồn đầy đủ rồi ha, bây giờ chỉ cần kiếm điện. Này không sao đâu. Rồi, kiếm điện. Rồi, bấm ha, bấm thử nó hít không ha. Ha, bấm hít nè, bấm lên là hít nè. Bấm bấm lên là hít. Đó. Bấm xuống là hít bên kia. Ha. Rồi, ok. Thì coi như là mình đã bấm đảo chiều được rồi đó. Bây giờ mình chỉ cấp nguồn vô cho motor nữa là xong ha. Rồi, bây giờ mình chỉ cấp nguồn cho motor nữa là xong. À, không biết là con motor này nó ra 3 sợi hay là ra 4 sợi đây.
À, motor này ra 4 sợi. Ok. Đây thì khi mà một con motor như thế này á thì nó sẽ ra 4 sợi như thế này này. Thì thường thường anh em mình nó hay gọi là hai đề hai chạy á. Đó. Đó thì hai dây đen này là hai dây chạy này, dây vàng này là một dây đề này. Rồi, còn một dây đỏ này là cũng là dây đề của tụ này ha. Đó. Rồi. Bây giờ là mình sẽ lấy cái dây đỏ này này. Dây đề từ tụ này nha, mọi người để ý dây đề từ cái tụ nha. Dây đề từ tụ á. Dây đề từ tụ này á mình sẽ đấu vô ngay chỗ này nha. Đó. Mình sẽ đấu vô ngay chỗ này. Ngay chỗ L1 này nè. À, ngay chỗ L1 này. Thì cái L1 này nó tương ứng với lại cái dây đỏ nha. Dây đỏ bên này ha. Đó, tương ứng với lại cái dây đỏ. Đó, tương ứng với dây đỏ. Rồi. Mình đấu dây đề trước. Rồi, tiếp theo một dây đề nữa là dây đề của thằng dây màu vàng đây ha. Là một dây đề nữa. Đó. Thì dây màu vàng này nè là nó vô ngay chỗ này, nó vô ngay chỗ này ha. Nó vô ngay chỗ dây màu vàng này. Đó, dây màu vàng này thì nó ra dây màu vàng này nha. Đó, ok. Đầu tiên là mình vô mình đấu cho hai dây đề trước ha. Còn trường hợp mà motor nó chỉ có ra mà đề 110 ấy, hay còn gọi là đề 110 ấy, thì nó ra hai dây chạy một dây đề á, thì mọi người chỉ cần đấu vô ngay chỗ sợi dây đỏ này L1 này là xong rồi ha, không cần đấu cái dây đề thứ hai này đâu, tại vì motor này nó ra 4 dây hai đề hai chạy hai đề ấy, thì phải đấu thêm thằng này. Rồi xong, còn lại là hai dây chạy ha. Đó, hai dây chạy của motor. Hai dây chạy của motor thì mình đấu xuống chỗ này. T2 và T3 dưới này ha. Đó là em đang đấu hai dây xanh này nè. Rồi hai dây xanh này á, thì mình vô dây nào cũng được, không ăn thua ha. À, hai dây xanh, hai dây chạy. Cái này dư dây, dư một dây nè. Chủ là 4 dây thôi. Dư dây cắt bỏ đi. Đó. Dây chạy thì mình lấy dây nào cũng được, không có phân biệt ha. Rồi hai dây chạy vô hai dây chạy của motor thôi. Ok. Đó. Rồi, ok. Rồi em nói lại một lần nha. Đó. Thì ở chỗ này là một dây đề tự tụ nha, dây đề tự tụ là nó vô ngay chỗ L1. Còn dây đề còn lại á mà nó không tự tụ á là vô L2 nè, dây đỏ này. Nó vô dây đề tự tụ nè, thấy không? Dây đỏ này. Dây vàng này nó vô dây vàng ngay chỗ đây. À, L3 nha. Đó. Còn lại hai dây chạy ở dưới này nè, T2 T3 này là nó vô hai dây chạy của motor. Rồi ok, em đã đấu xong rồi nè. Bây giờ em cắm điện, đóng điện, bấm thử ha. Rồi. Mọi người để ý cái mũi tên này nha. Đó, nó đang quay theo chiều thụng kim đồng hồ ha. Đó, nó đang quay theo chiều này. Rồi em bấm ngược lại này. Đó. Rồi nó đang quay ngược lại mà thân người thấy không? Ngược lại, đó, ngược lại ha. Ok, mọi người nhìn cái khởi nó hít à ha. Đó. Quay con motor luôn này. Con motor này là motor của Đài Loan cũ dọn lại. À, nên nó chạy rất là êm. Đề rất là nhẹ. Đề nhẹ đề nha. Chứ không phải như motor của Việt Nam mình làm đề một phát nó giật một cái đuổi luôn ha. Còn cái đề này nó rất là nhẹ.
nó nhẹ đề, nó mới đỡ hút điện, nó mới không bị hụt điện áp khi đề thì nó mới bền con motor. Còn Việt Nam mình làm á, đề một phát là từ điện 220-225 đề một phát còn lại có 180V thôi ha. Ok. Đó. Rồi ok mọi người nha. Thì cái video hướng dẫn mọi người đấu cái đảo chiều motor thông qua khởi động từ, thông qua một cặp khởi động từ và cái đầu bấm gián tiếp như thế này, đến đây là kết thúc. Mọi người cần tư vấn cũng như là hướng dẫn đấu khởi động từ, hoặc là cần mua khởi động từ cũng như link phụ kiện gì về những cái thứ này á, thì hoặc là motor, thì cứ liên hệ thiết bị TBS thông qua hai số điện thoại trên màn hình, bên em sẽ hỗ trợ ngay. Và đặc biệt mọi người hãy ủng hộ thiết bị TBS bằng cách là nhấn vào nút subscribe hoặc là đăng ký ở bên dưới cái video á, cũng như là chia sẻ, cũng như là để lại cái bình luận góp ý cho cái video này, để bên em có thể hoàn thiện tốt hơn cho những cái video kế tiếp. Và mọi người cần mua những cái máy móc thiết bị bên xây dựng cũng như là bên nông ngư cơ nghiệp gì đó, thì cứ lên website hoặc là lên YouTube cũng như Facebook là gõ thiết bị TBS thì bên em sẽ có hiện diện trên đó, mọi người sẽ được tư vấn và báo giá một cách hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kế tiếp.